Ngày xưa, giữa thảo nguyên xa xôi, có hai ngôi nhà nằm cạnh nhau. Một nhà của một người du mục nghèo, ngôi nhà kia của một hàng xóm giàu có. Ananda, Ananda. Tạm biệt Bamba. Ananda, con hãy vào thành phố, tìm đến một nhà nào đó giàu có, xin làm kẻ hầu hạ cho người ta. Ban ngày làm việc, ban đêm học đọc, học viết. Sao con phải học đọc, học viết hả bố? Người biết đọc, biết viết là người có sức mạnh, không tai họa nào dám đến gần. Con lên đường ngay đi. Vậy con, một mình cậu vào thành phố ư? Bố mình muốn thế. Ồ, ông ấy không thấy như thế là rất nguy hiểm hay sao? Nếu là bố mình sẽ không bao giờ để con đi như vậy. Bố mình muốn mình đi học chữ ha, hay là cậu đi cùng mình đi. Nhà tớ giàu rồi, giàu là hạnh phúc. Mà hạnh phúc không phải ở chỗ biết chữ hay không, mà ở tiền bạc. Cậu xem, bố tớ có 1.000 con cừu, giàu có như thế tớ còn đi học làm gì nữa. Ananda một mình vào thành phố, xin làm người hầu. Ban ngày, cậu làm mọi việc trong nhà. Ban đêm, khi mọi người đã ngủ, cậu hí hối học đọc, học viết. Bố ơi, con đã về đây. Bố xem đi, con đã làm đúng như lời bố dặn rồi. Bây giờ con có thể đọc và viết thành thạo rồi đó. Ngày mai, con hãy quay lại thành phố. Bố muốn con học thêm nghề thổi sáo. Hả? Thổi sáo ư? Học thổi sáo để làm gì ạ? Âm nhạc có thể bắt người độc ác mỉm cười và làm mềm những trái tim sắt đá. Chẳng hiểu bố nói gì. Ananda về đấy hả? Cậu định đi đâu thế? Tớ lại vào thành phố đây. Cậu có đi cùng tớ để tìm thầy học thổi sáo không? Học thổi sáo ư? Tớ thích. Thầy có thể một lúc thuê 10 người đến thổi cho tớ nghe. Cần gì phải học. Thế là liên tục 600 đêm, Ananda tới nhà ông lão nằm phía ngoài thành phố để học thổi sáo. Mưa gió, băng tuyết, bão giông, không gì có thể ngăn được cậu. Tốt lắm, bây giờ con đã thổi sáo hay hơn ta. Con có thể trở về gặp bố con được rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Được rồi, sáng mai con lại vào thành phố. Bố muốn con biết đánh cờ giỏi. Nhưng bố ơi, con vừa mới về nhà mà. Con còn nhỏ, cần phải học hành nhiều, càng biết nhiều thứ, lớn lên mới có thể sống tốt được. Lại đi học nữa ư? Bố cậu thật kỳ quặc mà, Ananda ạ. Mình phải đi thôi, mình không thể trái lời bố được. Ông bố chẳng yêu thương cậu ta chút nào, vừa đặt chân vào nhà đã đuổi đi ngay rồi. Thế là Ananda lại tiếp tục lên đường đi học. Cuối cùng, cậu cũng trở thành một người chơi cờ rất giỏi và đến ngày trở về. Bố ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ananda, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn cướp sẽ có thể quay lại đây nữa. Bố tớ và bố cậu đều không thể trụ được với bọn cướp hung dữ này. Hai tên nhóc con, mày đâu? Còn rối chúng mang theo. Thả ta ra. Đêm nay chúng ta sẽ đi trộm ngựa, cần hai đứa mày giúp một tay. Tên nào chống cự thì chúng ta sẽ giết. Cứ ngồi nghỉ ở đây một lúc, đợi trăng lên đến đỉnh đầu thì chúng ta sẽ tiến hành. Ôi trời ơi, hay quá. Tiếng sáo làm tôi thấy nhớ nhà quá. Thổi đi, thổi nữa đi. Tiếng sáo của Ananda khiến cho bọn cướp say sưa nghe đến mức quên cả việc chúng đang đi đâu, đang làm gì. Tiếng sáo của mày thổi hay lắm. Để thưởng công, chúng tao sẽ cho mày tự do. Còn mày, mày biết làm gì? Tôi không biết làm gì. Không biết làm gì thì không tha. Kẻ vô công rỗi nghề nhất định sẽ là một tên trộm lý tưởng. Ananda, cứu ta. Sao ở đây ai cũng buồn bã thế ta? Thưa bà con, ở đây đang có chuyện gì buồn hay sao ạ?
Vua của chúng tôi rất thích chơi cờ. Hàng ngày lính nhà vua ra đường bắt bất kỳ ai đó vào cung chơi cờ với vua. Nếu thua sẽ bị vua chém đầu. Thế nếu vua thua thì sao? Chưa bao giờ xảy ra điều ấy. Vậy cụ hãy chỉ đường cho tôi vào cung vua đi. Ôi trời ơi, chàng trai trẻ, đã có người đợp mạng rồi. Cậu vào đó làm gì, để xin chết hay sao? Tôi có việc muốn được gặp nhà vua. Là Bumba phải không? Ôi, Ananda, vừa may mắn trốn khỏi bọn cướp, tôi lại rơi vào tay bọn lính. Chúng đưa tôi về đây bắt chơi cờ với vua, mà tôi nào có biết chơi cờ. Thế thì gây đấy. Cậu từng đi học đánh cờ phải không? Hay cậu dạy mình đi. Học đánh cờ đâu có ngày phút chốc mà học được đâu. Nhà vua tới. Ta đã cố tình nhường ngươi 3 bước. Vậy mà cả 3 bước ngươi đều đi những nước cờ ngu ngốc. Đúng là một kẻ vô dụng. Xin nhà vua hãy tạm hoãn chém đầu anh ta. Tôi sẽ chơi cờ với ngươi. Ngươi là ai? Chán sống rồi hả? Dạ, thần dân là người đi ngang qua vùng này. Nghe nói nhà vua tìm người chơi cờ, nên thần ngỏ ý muốn vào chơi cùng người một ván. Nếu thua, ngài chém cả hai chúng tôi luôn thể. Nào, ngồi xuống đây. Nếu tôi thua, tất nhiên người sẽ chém đầu tôi. Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Ta chưa thua ai bao giờ. Nhưng mà... thôi được, nếu ta thua, ta hứa sẽ thỏa mãn bất kỳ mong muốn nào của ngươi. Ôi trời ơi, người thắng rồi. Thật không thể tin được. Xin nhà vua hãy giữ lời hứa. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất. Xin ngài từ bỏ lệnh giết người trong vương quốc ngài đi. Thôi được, từ nay ta cấm giết người trong vương quốc của ta. Thắng được vua, cậu là người thật hạnh phúc. Ananda à, Ananda tuyệt vời. Ananda giỏi quá. Ananda tuyệt vời. Ananda lúc này mới nhận ra mình là người thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã làm theo lời bố. Hạnh phúc vì từ bé đã học được thói quen làm việc nghiêm túc. Và cuối cùng, hạnh phúc vì kết quả lao động của mình đã làm kẻ độc ác trở nên tốt bụng và người nghèo đói trở thành sung sướng. Sự tích Hoa Huệ Tây. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, cuộc sống yên bình của người dân đã bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh, kéo theo đó là biết bao chia ly và đau khổ. Một người lính đã đến đền thờ thần Athena, nữ thần của chiến tranh chính nghĩa, nhưng điều anh cầu xin lại không phải là mong chiến thắng trở về. Thưa nữ thần Athena, hôm nay con đến đây có một lời thỉnh nguyện. Con sắp phải tầm quân ra trận, để lại người vợ chưa cưới của mình ở đây. Nhưng con sợ rằng tình yêu với Lily nặng trĩu trong lòng ngực này sẽ khiến con không thể nào ra trận. Chiến tranh, đó là nơi không có chỗ cho tình yêu và sự yếu đuối. Con muốn cầu xin người giúp con để lại tình cảm này nơi đây, mà không đem theo nó ra trận mạc à. Con người kia, ta thấy được sự chân thành của ngươi. Ngươi không biết rằng nếu không có tình yêu trong trái tim, ngươi không khác gì một cỗ máy vô tri hay sao? Chào ơi, phải chăng nữ thần đã nghe thấy lời thỉnh nguyện của con? Ngươi muốn để lại tình yêu ở đây, thế còn con gái ngươi yêu thì sao? Con sẽ để lại một lá thư cho Lily. Con tin nàng sẽ hiểu. Tình yêu của ngươi dành cho Lily kia đã được góp lại trong viên ngọc này. Ta sẽ trao nó cho cô ấy, để tình yêu của người được ở lại bên nàng. Vậy là chàng đã ra đi mà không gặp ta để từ biệt. Chắc ơi, em tin chàng nhất định sẽ thắng trận trở về. Cuối cùng họ cũng trở về rồi. Vậy là chiến tranh đã kết thúc rồi. Chỉ còn ngẩn ngơ ở đấy làm gì nữa? Trên giấy báo tử không có tên anh Jack, mà cũng chẳng thấy anh ấy quay về. Chắc người ta đã sớm có người con gái khác ở phương xa rồi. Làm sao chàng có thể có người con gái khác khi tình yêu của chàng vẫn còn ở chỗ chị được? Một người không biết cảm nhận tình yêu thì sao có thể yêu ai? Không, chị tin chắc sẽ không bao giờ phản bội chị đâu. Lily vẫn cứ chờ đợi mà đâu biết rằng Jack mà nàng yêu nay đã khác xưa. Với trái tim không biết yêu, Jack ngày càng lạnh lùng, tàn ác
và dần trở thành thủ lĩnh của một băng cướp khét tiếng, không còn nhớ về người mình yêu năm nào. Lần này chúng ta đã cướp được chuyến hàng của lão quan ở kinh đô, kể cũng xem là chiến công. Nhưng tao phải cảnh cáo bọn mày, tao vẫn để mắt đến từng thằng một. Tao thấy bọn ăn bám vô dụng ngày càng nhiều đấy. Ấy, ngài đừng nói thế. Thành công nào chẳng có công sức của tất cả, chứ đâu phải ngày một ngày hai mà được. Tao nói thẳng luôn, chính là mày đấy, Pierre ạ. Tao đã phân phó chuẩn bị tiền cho mày. Ngay ngày mai, mày hãy cầm lấy mà về quê an dưỡng tuổi già đi. Đã thế, ta sẽ về chính quê hương ngươi, tố cáo hết tội trạng của ngươi, để họ vô cổ ngươi vào ngục. Cô ơi, cho tôi hỏi chút được không? Tôi vất vả nhiều năm mới tới được đây, vậy mà mãi chưa tìm được một người tin chắc. Gần 20 năm trước, anh ta có đi đánh trận ở nước ngoài. Cô có biết người nào như vậy không? Ôi trời ơi, đó chính là anh Jack của tôi đây mà. Ôi chao, anh ấy đã biệt tích nhiều năm, tôi vẫn chờ anh ấy quay về. Ông biết anh ấy ư? Hóa ra tình Jack ấy vẫn còn một người phụ nữ mong ngóng nơi quê nhà. Nếu ta nói sự thật lúc này, người đàn bà này chắc sẽ suy sụp mất. Thưa bà, tôi tới để báo một tin buồn. Ông Jack đã hy sinh trên chiến trường như một người lính thực thụ. Trời ơi, không, anh Jack đã hứa với tôi là sẽ trở về mà. Nhưng mà mình vẫn giữ viên ngọc vàng để lại, mang theo một trái tim không có tình yêu. Ở thế giới bên kia chắc sẽ cô đơn biết mấy. Mình phải đi tìm mộ chàng và trả lại viên ngọc ấy cho chàng. Bà ơi, thời tiết thế này bà nên ở trong nhà mới phải. Vả lại bà đang đi một mình, không may gặp cướp thì sao? Ta nghe nói phía đông ngôi làng này là nơi chôn cất nhiều binh lính đã tử trận trong trận chiến nhiều năm về trước. Ta phải đến đó, có một việc rất quan trọng giao ạ. Ôi, bà già kia, khuôn hồn thì giao hết tay nải ra đây. Ôi không, đó không phải là viên ngọc bình thường, đó là tình yêu mà chồng tôi đã để lại cho tôi trước khi ra trận. Xin hai ông đừng có lấy nó đi mà. Cầm mồm, nếu không ta giết cả mũ bây giờ. Hôm nay bọn mày ra ngoài có thu được gì không? Hôm nay bọn tôi đã tìm được một viên ngọc quý, nó đẹp khác thường đại ca hả? Hôm nay bọn tôi đã gặp một bà già. Bà ta nói viên ngọc này là tình yêu của chồng bà ta để lại trước khi đi đánh trận. Cả gia tài thì nói thẳng ra, tình với chẳng yêu. Viên ngọc, tình yêu, trước khi ra trận, người đưa nó lại đây ta xem. Ta có thể làm gì cho Lily đây? Đã quá muộn rồi, ngươi hãy để cho Lily nghĩ rằng ngươi đã chết. Để hình ảnh về một Jack thiện lương và nhân hậu vẫn nguyên vẹn trong lòng cô ấy. Các ngươi hãy tìm bà cụ mà các ngươi đã từng cướp, trả lại cho bà ấy chiếc hộp đựng viên ngọc này. Hãy chỉ cho bà ta đến một nấm mộ không tên và nói rằng đó là mộ của một người tên Jack, người từng hy sinh như một anh hùng trong trận chiến ngày xưa. Nếu bà ấy vẫn còn tình cảm như vậy, tại sao đại ca không trực tiếp đến gặp bà ta? Các ngươi không hiểu đâu. Ký ức từ viên ngọc đã cho ta biết, bao nhiêu năm qua Lily kiên cường được như vậy vì cô ấy luôn tin rằng ta đã chiến đấu như một người lính đầy quả cảm. Nếu cô ấy biết sự thật về ta, cô ấy sẽ ngã quỵ vì đau khổ. Ta không thể giày vò trái tim của cô ấy thêm lần nào được nữa. Lily đã mất đi người cô yêu thương nhất bởi anh đã không giữ nổi tình yêu của mình. Và chắc cũng đã hối hận suốt phần đời còn lại bởi anh đã không nhận ra rằng tình yêu không hề khiến con người ta yếu đuối như anh tưởng. Nếu còn giữ được tình yêu, có lẽ Jack đã không đánh mất mình sau cuộc chiến khốc liệt, để rồi cũng đánh mất Lily mãi mãi. Sau này, trên nấm mộ ấy, người ta thấy mọc lên một loài hoa trắng muốt đẹp vô cùng. Đó là hoa huệ tây, hoa loa kèn, hay còn gọi là hoa Lily, cái tên được đặt theo tên của người con gái mà Jack yêu suốt cuộc đời. Đó cũng là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thủy chung và cao thượng. Bác thợ giày
và hai chú tí hon. Xưa có bác thợ giày, nói bác là nghệ sĩ đóng giày cũng chả sai. Bác có thể dành cả tuần không ngủ để đóng đôi giày đẹp. Ấy thế, nhưng nghệ sĩ thì hay ẩm ưa. Bỗng đâu, một ngày sức sáng tạo, niềm say mê với giày của bác nhạt nhòa. Bác làm ăn cứ ngày một sa sút. Sao thế này, mình chẳng sao chấp kim khâu được. Vợ mình nói đúng, cứ như vậy thì cuộc sống sẽ ra sao chứ? Đẹp quá, khách đến mua giày ai cũng khen mấy mẫu mới này của ông đấy. Ôi, ông xem kìa. Mới ngày nào xuống giày còn tấp nập khách ra khách vào, nay thì nhưng mình cũng không thể vì thế mà đóng ra những đôi giày cũ kỹ như trăm nghìn những đôi giày ngoài kia, không có chút sáng tạo nào. Hôm qua ông còn làm gì ở xưởng đến khuya vậy? Còn có mỗi một miếng da cuối cùng thôi mà. Tôi tính cố làm nốt đôi giày bóng bằng miếng da ấy rồi đóng xưởng. Tôi biết ông rất trọng nghiệp đánh giày truyền từ đời cha của ông, nhưng mà cuộc sống sinh nhai khó khăn, ông đừng trách tôi. Tôi có trách bà gì đâu, mà việc này do tôi quyết. Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm hứng để đóng một đôi giày đẹp nữa. Lô giày đóng trong xưởng của ông á, ông vừa bán hết đi, tuy giá rẻ nhưng cũng để ra được ít đồng. Mình cứ từ từ tìm một công việc mới phù hợp. Được rồi, bà để tôi vào xưởng nốt hôm nay nữa. Tôi muốn đóng nốt đôi giày từ miếng da còn lại kia. Để tôi vào dọn dẹp luôn cho rồi, xem còn thứ gì dùng được. Ôi, đôi giày hoàn thiện đẹp thế kia, sao ông lại bảo là chưa làm xong vậy? Lạ lùng quá, tôi còn chưa đụng đến kim. Đôi giày này không phải tôi làm. Cái ông này nói thế nào ấy, không ông làm thì ai làm? Nhưng mà quá thật lâu lắm rồi, tôi chưa thấy ông làm được một đôi giày nào đẹp như vậy. Đúng là một đôi giày rất đẹp, tỉ mỉ, phá cách mà lại không lỗi chỗ nào, như một công trình của thợ cả. Kỳ lạ quá, nó ở đâu mà ra chứ? Những đường nét đột phá này chính là kiểu mình đang nghĩ trong đầu mà chưa thể chấp kim khâu. Đã từ lâu tôi luôn mơ có đôi giày đẹp đường kim mũi chỉ nhạy bén thế này nè. Số tiền này quá nhiều, chúng tôi không thể nhận của bác được. Đôi giày này rất ưng ý tôi, tôi nghĩ nó xứng đáng được trả còn hơn thế này nữa. Cảm ơn bác, chúng tôi sẽ mua thêm nhiều da mới hơn để làm những đôi giày đẹp như vậy. Bà thật sự muốn tôi mua thêm da để tiếp tục đóng giày ư? Nhưng đôi giày đó... Điều quan trọng là tôi lại nhìn thấy trong mắt ông niềm say mê kia kìa. Bác thợ giày đã mua về những miếng da tốt nhất, lại tỉ mẩn đo cắt, định để sáng hôm sau tỉnh táo sẽ khâu. Nhưng cũng giống lần trước, bác không phải mất công khâu. Lúc bác dậy thì những đôi giày đều đã hoàn thiện đẹp đẽ. Trời ơi, ông đã làm gì mà xong được ngần này đôi giày trong một ngày một đêm vậy? Tôi đã nói rồi mà, cả đôi giày lần trước lẫn những đôi giày này đều không phải là tôi làm. Vậy thì ai đã làm chúng chứ? Những đường chỉ táo bạo này, cơ sao bấy lâu nay tôi không dám đưa kim? Chúng xuất hiện đúng lúc biết bao. Muốn biết thật hư rằng sao á, tối nay ông hãy thức canh xem ai lại muốn giúp mình nhiệt tình như vậy. Tôi cũng thấy tò mò quá đỗi, sướng đêm thì khóa kín mít. Nghĩ thế nào cũng không thể tin. Thật không thể ngờ được, làm ra những đôi giày tuyệt đẹp, đó lại là hai vị tí hon này. Hóa ra, người tí hon là có thật trên đời ư? Đôi tai của họ, đầu óc của họ thật xứng đáng để mình noi theo. Thì ra là như vậy, chúng ta phải tạ ơn mấy chú ấy cho phải lẽ, phải không ông? Trời rét như vậy,
mà hai chú ấy ăn mặc mong manh lắm, chân lại còn để trần. Tôi tính sẽ đóng tặng mỗi chú một đôi giày nhỏ. Còn tôi á, tôi sẽ khâu cho mỗi chú một cái áo khoác và một cái quần nha, cả bích tất nữa chứ. Chỉ tối nay là xong thôi. Đến tối, hai vợ chồng bác thợ giày đặt những món quà tặng cho hai chú tí hon ở xưởng giày. Chỗ mọi ngày vẫn xếp da giày đã cắt, rồi lại nấp nhìn xem hai chú còn đến xưởng nữa không. Và đúng nửa đêm, hai chú đã quay lại. Lần đầu tiên tôi thấy bộ áo đẹp thế này đấy, còn cả bít tất nữa. Tôi cũng vậy, suốt ngày đóng giày lớn bé mà chưa một lần thấy đôi giày tí hon đẹp thế này. Đẹp quá, đẹp quá đi. Còn đây chắc là quà tặng chủ nhân ngôi nhà này dành tặng cho chúng ta đó. Xem ra họ rất thích món quà của chúng ta. Tạm biệt nhé, những người tí hon tốt bụng. Diễn vào lịch sự hẳn lên. Hỏi còn ai bảo là anh thợ giày. Mà ấy chết, mình đến là để giúp bác thợ giày ở đây đóng giày kia mà. Thấy quần áo đẹp là quên tiệc nhiệm vụ. Quay lại thôi. Không cần phải quay lại nữa. Ở ngôi nhà đó, các cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúng cháu chào bà tiên. Thế mà nhiệm vụ đã xong rồi sao ạ? Hẳn là trong đó còn nhiều gia phải làm lắm ạ. Chúng cháu muốn đóng thêm cho họ thật nhiều giày. Nhiều cách mấy cũng không bằng niềm say mê các cháu đã truyền đến cho bác thợ giày ở đó. Qua những đôi giày đẹp đẽ các cháu đã làm với tất nhiệt thành, và bác ấy đã nhận được rồi. Chúng cháu hiểu rồi, vậy chúng cháu xin phép tiếp tục đi giúp thêm nhiều người khác nữa, để sớm được trở thành những vị tiên tốt ạ. Từ đó, các chú tí hon không trở lại xưởng của vợ chồng bác thợ giày nữa. Nhưng đúng như bà tiên tí hon nói, niềm say mê và cảm hứng đã trở lại với bác thợ giày, để bác tiếp tục theo đuổi công việc của mình với những đôi giày đẹp nhất. Cuộc sống của bác nhờ thế khấm khá hơn nhiều.